khi mầm bệnh xâm nhiễm vào tế bào, hệ thống miễn dịch phải khởi động một cuộc phản công. Các nhà khoa học hiện đã tìm hiểu thêm về cách các tế bào miễn dịch tăng cường sức mạnh của chúng khi đã đến lúc loại bỏ những kẻ xâm lược gây bệnh trong các mô. Các phát hiện đã được báo cáo trên tạp chí của Tổ chức Sinh học Phân tử Châu Âu EMBO. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xác định một loại protein có thể cải thiện hiệu quả của ti thể. Bào quan tạo ra năng lượng trong tế bào, cho phép ti thể sản xuất nhiều năng lượng hơn. Họ đặt tên cho protein là ERTOSE. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng mô hình ruồi giấm. Nhưng các nhà điều tra tin rằng công trình nghiên cứu này có liên quan đến sinh lý của con người vì protein của ruồi giấm rất giống với phiên bản của người của loại protein này. Tác giả nghiên cứu cấp cao, giáo sư Daria Siekau thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Áo, cho biết protein ERTOSE có thể hoạt động như một máy gia tốc và một bộ chuyển số. ERTOSE có thể kích hoạt hai enzyme chuyển hóa giúp gửi nhiều nhiên liệu hơn vào nhà máy sản xuất ti thể cũng như chuyển ti thể thành một bánh răng cao hơn. Sự thay đổi này xảy ra do ERTOSE tăng mức độ của một protein khác được gọi là pothole, một RNA helicase. Pothole có thể giúp cải thiện việc sản xuất nhiều protein, trong đó có một số protein làm tăng hoạt động của ti thể. Những phát hiện này có thể thực hiện được nhờ hình ảnh các tế bào sống trong phôi ruồi giấm. ERTOSE hoạt động trong các tế bào tiên phong, giúp dọn sạch đường đi qua mô và chúng cần thêm năng lượng trong khi điều đó xảy ra. Khi ERTOSE vắng mặt, các nhà nghiên cứu thấy rằng sự di chuyển của tế bào đã giảm. Mức năng lượng của các tế bào không có gen ERTOSE cũng bị giảm. Tác giả nghiên cứu đầu tiên, tiến sĩ Samsi Intenani cho biết, chúng tôi rất hấp dẫn bởi những khả năng mà điều này mở ra. Ví dụ, ERTOSE có thể rất quan trọng đối với việc điều chỉnh sản xuất năng lượng tế bào trong các tế bào miễn dịch. Intenani cho biết thêm, các protein tương tự như ERTOSE cũng đã được xác định trong các tế bào não và các khiếm khuyết trong các protein đó có thể liên quan đến bệnh thoái hóa thần kinh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.